Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là kiếm tiền với EarnStation, một trang web mà kiếm tiền là khá là ổn và cũng không có scam. Thì trước hết là chúng ta mở Opera lên, thường là dùng trình duyệt Opera thì tốt hơn nhé. Và chúng ta gõ vào EarnStation.com. Đây là earnstation.com. Trước hết là chúng ta đăng ký một tài khoản ở earnstation. Rồi. Ở đây thì ở một cái giao diện đăng ký thì first name. Chẳng hạn như mình tên là first name là tên đầu tiên như tên Thà, và last name chỉ là Ngô Hoàng đó. Còn phone thì như là 0985169013, phải đúng số phone nhé. Rồi email là chẳng hạn như là email của mình là chấm nramoc@gmail.com đó. Rồi password khi mình đặt thì mình phải nhớ nha, ví dụ như mình đặt vậy đi đấy. Rồi đây là lập lại password. Rồi cái referral ID này á thì các bạn lấy giùm mình số này 15, đây số này. Số này mình sẽ để ở dưới video mô tả video nhé. Các bạn lấy này mà add vào. Rồi, dán vào đây. Xong, đây chọn quốc gia là Việt Nam. Đó. Rồi, các bạn bấm register là tức là các bạn đã tạo ra một một tài khoản ở earnstation.com. Sau khi mà bấm register thì nó sẽ gửi một đường dẫn ở trong email. Thì các bạn vào email này mà để mà xác thực. Thì mình đã đăng ký rồi cho nên mình không có ấy. Đó. Và các bạn nhớ điền cái này chính xác nha. Rồi, như vậy mình đã đăng ký rồi thì bây giờ mình sẽ login vô cho các bạn coi. Mình thì mình xài email khác không hay email đó, thì mình để đăng nhập vào mà các bạn coi nha. Nha, login vào. Rồi bấm sale. Rồi hôm nay nó sẽ cho mình chỉ có 20 video thôi. Có bữa cho bữa trước thì cho 40 nhưng bữa nay cho có 20 thôi. Thì để kiếm tiền bằng cách nào? Kiếm tiền bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào chữ quốc. Rồi. Đây là tài khoản của mình. Thì muốn coi thì mình mở chuột phải nè, mình bấm cho Open Link in New Tab nè, mở cùng lúc 20 video luôn. Mở cùng lúc 20 video luôn. Một video là khoảng từ 3 phút là được, 3 phút trở lên là được. Đó, mình mở cùng một lúc rồi đó, 20 video. Đó. Mình mở cùng lúc 20 video, sau đó mình bấm OK. Rồi mình bấm rít vô đây. Mình rít vô đây thì mình xài Chrome hoặc là Firefox này thì không không có nút tua. Nhưng mà riêng cái hàng Opera thì nó có cái nút này nè, Detect Video nè, bấm vô đây một cái thì chúng ta thấy sẽ có nút tua đây. Nếu mà chúng ta lười coi á, chúng ta muốn bấm nhanh á thì chúng ta bấm cho nó qua khoảng hơn 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 3 phút. Thì nó đây nó sẽ hiện là video successful watch là đã xong rồi, thì chúng ta không cần bấm OK đâu, chúng ta bấm tắt luôn là đã được một video. Tiếp tục
bấm như vậy. Còn nếu Alo chị mà ơi, tốt chào thì người xin sao bay. để đó mà đây là hai tiếng mấy nè, rồi bấm đây cho nó chạy lên khoảng 14-19 phút và nó hình video successful work đấy, nó bấm tắt là được. Đây cứ như vậy làm đủ 20 video thôi. Lions roaring in the morning sun, searching for. Nó hiện ra cái bảng nó là được. Bấm vào đây. Riêng Opera thì mới có nút đó, đó nha. Đây này chưa đủ nè, chưa đủ nên nó không có hiện ra nè. Bấm vào đây nè. Rồi nó đủ 3 phút mấy nè. Đấy. Như vậy thôi. Làm như vậy rất là nhanh. Còn nếu mình tốt bụng thì chạy 3 phút thì tắt hết. Đó. Cứ 3 phút trở lên là được. Rồi cứ bấm như vậy, cứ tua đi đó, nó hiện cái bảng lên là được đó, cứ bấm lìa lên. Và chỉ có Opera mới làm được nha. Đó. Đó. Đây. Cứ tua thôi. Chờ nên hiện cái bảng lên là successful là ok. À. Nó được rồi. Đó, cứ lúc như vậy thôi. Nhưng vì sao mình phải làm cách này? Thì để mình sẽ giải thích sau. Giờ mình cứ lúc sơ lít xong hết 20 video cái đã. Mình sẽ giải thích vì sao mình phải làm. Đó. Ok. Nha, như vậy mà các bạn thấy nè, bây giờ nó là 8.1 đô nha. Vì mình lít cái dấu reset lại cái là reload lại một phát nè. Thì nó sẽ trở lại là 9.1 đô. Là mình được 1 đô rồi đó. Đây đã 9.1 đô. Và mà video clip nào mà nó chưa có, nó đã coi rồi thì có chữ watch, tức là đã coi rồi, đã xem rồi. Các bạn lưu ý nhé. Nếu mà chưa chưa cái nào mà chưa có mình lít sót thì mình phải kiếm cái video nào mà không có chữ watch này mình sẽ xem. Và số tiền mình có lên đúng 1 đô hay không. Rồi. Thế thì cái Earn Station này khi mình lập tài khoản á, thì mình phải buộc phải active 20 đô, tức là nạp vào 20 đô để active, hoặc là chúng ta trước 10 ngày, trong 10 ngày đầu phải active nó, tức là giống như này nè, phải tạo ra tài khoản và có giữ active đây, và mình phải bỏ ra 20 đô để active. Cho nên á, nếu mà chúng ta không cần bỏ tiền mà chúng ta dùng thời gian á, thì chúng ta sẽ lấy cái khi mà chúng ta lập tài khoản xong á, thì trong cái tài khoản chúng ta sẽ vô chữ referral user nè, chúng ta lấy cái ID này nè, ID của chúng ta nha, chứ không phải ID này nha, ID riêng của khi mà các bạn đăng ký, lấy cái ID của mình, sau đó lập dùng điện thoại di động lập ra khoảng 10 cái email Gmail, dùng điện thoại di động lập ra 10 cái Gmail, sau đó dùng 10 Gmail này đăng ký vô cái tài khoản chính này, tức là làm đăng ký dưới cái tài khoản chính này bằng cái số ID của các bạn cho 10 cái tài khoản phụ đó, thì một cái tài khoản phụ như vậy sẽ kiếm cho một cái tài khoản chính là 0.1 đô, thì 10 tài khoản là 10 đô, là một ngày thì 10 tài khoản này sẽ kiếm cho tài khoản chính là 1 đô, cộng với 1 đô của tài khoản chính là 2 đô, thì trong vòng 10 ngày sẽ được 20 đô. 20 đô thì đủ để active cho cái tài khoản chính. Thì sau 11 ngày thì tất cả các tài khoản phụ này sẽ bị lock,
lock như thế nào thì mình sẽ cái là bị khóa đó. Như thế nào thì mình sẽ cho vào các bạn coi. Đây, khóa như thế nào. Đây, đây là những tài khoản mình đã đăng ký ở dưới cái nick đó. Thế thì khóa như thế nào đây? 11 ngày thì nó còn không kiếm được tiền nữa mà nó sẽ bị khóa. Mình lock out đó nha. Và 10 tài khoản phụ mỗi ngày cũng đích video như vậy. 10 tài khoản phụ là ở dưới cái tài khoản chính đó. Đó, mình lưu ý như nè. Đây. Đây, đây là trường hợp nó bị cái tài khoản này đã bị khóa rồi vì không có active. Đó, còn khi mà mình làm tài khoản chính này thì đúng 20 đô, đây đúng 11 đô active không được. 11 đô mà quá 11 quá 10 ngày thì nó sẽ khóa tài khoản này lại, không active được. Còn tài khoản chính thì đây 20 đô đúng 10 ngày thì mình active, bấm active đây thì nó sẽ active. Là mình sẽ mãi mãi vĩnh viễn và kiếm được tiền. Đó. Đó thì đây là cách kiếm tiền của Earn Station. Thì nó không có tính IP nhé. Các bạn cứ làm một tài khoản chính rồi 10 tài khoản phụ dưới tài khoản chính đó trên một máy tính cũng được. Sau đúng 10 ngày vất vả thì khi mà active được tài khoản chính rồi thì 10 tài khoản phụ nó sẽ bị nó bị khóa lại như thế này thì mình sẽ kiếm tiền được với tài khoản chính thôi. Thì một ngày mình kiếm được 1 đô trên 20 view clip. Đó, thì các bạn nhớ ủng hộ mình bằng cách là dùng cái số ID này nhé. Để mà ủng hộ mình, không có số ID này các bạn không đăng ký được đâu. Cho nên phải dùng cái số ID này. Thì các bạn phải dùng cái điện thoại để mà tạo cái email Gmail. Vì trên điện thoại thì nó không có bắt yêu cầu xác minh bằng số điện thoại. Còn nếu mà mình tạo trên máy tính á, thì nó sẽ bắt xác minh bằng số điện thoại thì chúng ta không đăng ký được Gmail. Dùng một cái điện thoại thôi mà đăng ký 10 cái Gmail cũng được. Khéo một chút xíu thì nó không có bị bắt xác minh số điện thoại. Sau khi mà đăng ký xong á thì vô cái email á để mà active nó một cái, chẳng hạn active trên điện thoại luôn, chẳng hạn ví dụ như mình vô cái email này, chẳng hạn mình vô cái email chính nè, nó sẽ có cái tài khoản active như thế này cho các bạn coi nhé. Earn Station nó sẽ có cái này active cho mình, các bạn coi nhé. Đây. Đây. Đó, khi mà chúng ta đăng ký thì nó sẽ có cái đường dẫn này nè, mà cái email đó thì trên điện thoại, không có đăng nhập được trên máy tính đâu. Nếu đăng nhập trên máy tính nó bắt xác minh số điện thoại á. Cho nên cái tài khoản phụ đó các bạn cũng đích here luôn. Ở trong theo điện thoại bạn mở lên luôn, bạn đích here này cái. Xong mà nó active một cái thì bắt đầu bạn lên trên máy tính bạn làm. Không cần phải sử dụng điện thoại nữa. Đó. Cái cách này thì mình thấy hữu hiệu không? Mình cũng lại như vậy. Cho nên mình tạo 10 cái tài khoản phụ nè. Ở dưới cái đó, còn số điện thoại với lại cái tên thì không cần đúng đâu, tại vì này sau khi active được xong rồi bỏ luôn, không cần nữa. Đó. Đó, hy vọng là các bạn làm được. Xin chào. Nhớ like và ủng hộ, like và comment trên video nếu không hiểu nha. Và cái số ID này mình sẽ để dưới mô tả, các bạn lấy mà chép vào nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.